Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với thiết kế mới của nhà đẹp Kaito, nơi mang đến cho quý vị những mẫu nhà đẹp mắt và ưng ý nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, đây là một mẫu nhà vườn 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại, đang được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư, đó chính là anh Hoàng, có địa chỉ tại Bình Dương. Đây là một thiết kế mà sau khi chúng tôi xuống trực tiếp tại nhà của anh Hoàng để tìm hiểu về nhu cầu, mong muốn và sở thích, đặc biệt là mức đầu tư để tạo nên một không gian sang trọng, đẳng cấp và đầy đủ tiện nghi dành cho các thành viên trong ngôi nhà của anh Hoàng. Với mong muốn của anh là sẽ có một mẫu nhà vừa hiện đại, lại thêm những nét vào chỉ tân cổ để làm điểm nhấn nhá. Chúng tôi đã lựa chọn với 3 màu sắc chính làm tông chủ đạo theo sở thích của anh, bao gồm màu xanh, màu xám và màu trắng. Toàn bộ không gian của màu xám được chúng tôi thiết kế vào khu vực của hệ mái. Hệ mái Nhật ở đây thì quý vị có thể chọn dạng mái Fuji. Chúng làm nguyên vật liệu rất bền bỉ và cách nhiệt cực tốt. Bên cạnh đó, về tính phong thủy thì chúng tôi có thiết kế hệ mái Nhật với 3 tầng lớp mái, được thiết kế từ thấp lên cao, từ nhỏ tới lớn, từ đó sẽ mang lại nhiều lộc tài, nhiều may mắn theo thời gian dành cho gia đình của anh Hùng. Phía dưới, ngay khu vực của hệ mái thì chúng tôi có thêm một đường phào chỉ khoảng 15 phân và điểm phân biệt giữa hai không gian là hệ tường và hệ mái Nhật được sơn màu xanh. Và toàn bộ không gian của hệ tường được chúng tôi thiết kế và chia tỷ lệ với màu trắng thì sẽ chiếm 65%, với màu xanh ghi thì chiếm 30%. Và đây là màu mà được anh Hoàng cực kỳ yêu thích và phù hợp với phong thủy. Bên cạnh đó, nó còn mang lại sự tươi mới, trẻ trung và hiện đại. Toàn bộ màu xanh thì được chúng tôi sơn chủ yếu bên hệ tường trái và bên phải thì được sơn những đường dọc kẻ dọc vào nét phào chỉ. Ngôi nhà của anh Hoàng được thiết kế với hai hệ sảnh, một chính và một phụ. Được chúng tôi lựa chọn với hệ bậc 5 cấp dựa theo 3 tiêu chí. Một là chiều cao của nền móng so với hệ mái, hai là khoảng rộng sân còn lại, thứ ba là dựa vào mức đầu tư để chúng ta tạo nên một không gian cân đối, hài hòa cho ngôi nhà của anh Hoàng. Với hệ bậc 5 cấp thì được chúng tôi lựa chọn với dạng đá kim sa đen, có tính bền bỉ cao và chống ẩm mốc cực kỳ tốt, giúp cho công trình được bền và đẹp hơn. Với cả hai sảnh thì được chúng tôi thiết kế với những dạng cột vuông vắn, tạo nên nét khở khoắn cho ngôi nhà. Thân cột thì có thêm đường phào chỉ, màu xanh chạy dọc, chân cột thì sẽ được ốp đá kim sa đen để tạo điểm nhấn nhá. Toàn bộ chân tường thì được chúng tôi thiết kế với dạng đá trang trí để chống ẩm mốc và tính thẩm mỹ cao cho công trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có thêm những bồn hoa để anh Hoàng có thể trồng những cây hoa, cây cảnh mà anh yêu thích. Và toàn bộ hệ cửa của ngôi nhà thì được chúng tôi thiết kế với chất liệu hệ sinh pha, vừa có độ bền bỉ, vừa mang tính chất hiện đại, vừa lấy được tối đa ánh sáng và độ thông thoáng vào trong ngôi nhà. Và đặc biệt thì mùa hè chống công vênh rất là tốt. Ở khu vực hai bên thì sẽ có thêm bồn hoa để anh Hoàng có thể trồng những cây hoa, cây cảnh mà anh yêu thích. Toàn bộ chân bồn và khu vực chân tường được chúng tôi thiết kế và ốp vào chân tường những gạch thể cao cấp và chống ẩm mốc cho công trình. Các sảnh phụ sẽ làm nhỏ hơn so với sảnh chính để toàn bộ điểm nhấn nhá sẽ tập trung về với khu vực của sảnh chính. Và toàn bộ không gian bên ngoài được chúng tôi thiết kế bằng đèn ống 2 chiều và đèn chiếu sáng để làm lung linh cũng như là làm ấm cúng cho ngôi nhà vào ban đêm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong ngôi nhà để xem về diện tích và công năng liệu có phù hợp với quý vị không nhé. Với ngôi nhà của anh Hoàng, được Kaito chúng tôi thiết kế với mặt tiền là 8m, chiều sâu công trình là 12,6m, tổng diện tích của ngôi nhà là 100m2. Với diện tích như vậy thì ở bên trong ngôi nhà anh Hoàng mong muốn chúng tôi thiết kế với không gian bao gồm một khách, một bếp công ăn và một ngủ đơn, thêm vào đó là một phòng vệ sinh chung. Với phòng khách, diện tích là 27,6m2, phòng bếp công ăn là 33m2, phòng ngủ số 1 có diện tích là 15,5m2 và phòng vệ sinh chung có diện tích là 5,5m2. Với phòng khách thì chúng tôi sẽ bố trí ở sofa, kệ tủ tivi ở bên tay phải, lối sảnh và ở bên tay trái để di chuyển trong nhà. Với phòng bếp thì chúng tôi sẽ bố trí thêm một bàn ăn cho 6 thành viên, một bàn bếp dạng hình chữ L, nơi đặt bếp nấu nướng sẽ là tọa hung hướng cát để trong quá trình nấu nướng cũng sẽ đốt cháy đi những điều đen đủi và giữ lại sự hưng thịnh, may mắn. Và trong phòng ngủ thì đều bố trí giường, tủ quần áo, nơi thông thoáng để dễ đi lại và nghỉ ngơi cho các thành viên. Trong phòng
Trong phòng vệ sinh thì có vách ngăn bằng kính để chia nơi ướt, nơi khô. Đối với tầng 2 thì anh Hoàng mong muốn sẽ có một phòng sinh hoạt chung, một phòng làm việc, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung. Với phòng sinh hoạt chung thì có diện tích là 26,5 m², được bố trí sofa hình chữ L. Phòng làm việc là 15,3 m², phòng ngủ là 16,1 m², phòng ngủ số 3 với diện tích là 13,5 m². Cả hai phòng được bố trí rất là thông thoáng, dành cho các thành viên. Và phòng vệ sinh cũng sẽ được sử dụng vách ngăn bằng kính để chia nơi ướt, nơi khô. Và đây chính là thiết kế mà Kaito đã hoàn thiện dành cho chủ đầu tư, đó chính là anh Hoàng ở Bình Dương. Và nếu quý vị có yêu thích mẫu thiết kế này thì hãy liên hệ với Kaito chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.